Vậy là chú đi bằng một chân với một tay đúng không? À, chú cứ đi đi ạ. Chú nghỉ đi. Chú đi thì có mệt không? Mệt. Thôi chú nghỉ coi đi, chú uống nước không? Chú uống nước gì không? Uống nước nha. À, rồi chờ bác xíu, chú uống nước gì? Trà đá đường á. Thôi uống nước ngọt được không? Ok. À có gà. À bị tiêm không uống được trà đá đường á, nước dừa đâu không chú? Có ra luôn được. Trà đá thì được đúng không? Rồi chú chờ xíu nhé. Chị ơi cho ly trà đá mà có đường. Anh quay nhỏ đó. Trà đá có đường bỏ đường vô dùm em cho chú mang đi. Dạ dạ. Không dám đầy nhiệt rồi hả? Chưa không. Đó, ổng kìa. Qua bển đi, qua bển đi. À, chào chú. Đi qua bển đi, chẳng qua sao lỡ. Chú qua bển đi. Thôi bây giờ chú thử qua đây đi, bởi vì bây giờ này này để thử, để vì cho mọi người biết là chú sẽ thực tế chú đi như thế nào. Mình tạo cái điều kiện tốt cho chú nhưng mà trong có những lúc thì nó không có thực tế à. Rồi, con chào chú. Chú đi bán nhang à? À, nhang này là chú lấy ở đâu? Ở chùa. Đây còn nhiều không chú? Chú bán bao tiền một bó này? 2 triệu. Bao nhiêu chú? 20 ngàn. Chú đếm hết dùm con là có bao nhiêu bó ấy? Đang vừa mới nói đang đi tìm hai cái số điện thoại nó chưa mới nghe. Bao nhiêu? 5 rồi. 12 bó. 12 bó. 12 bó là nhiêu tiền chú? Là 240. 240 đúng không? Để lấy cái bao bỏ vô. Rồi. Mua giùm chú hết hả? Dạ. Lấy cái bao rồi. 12 bó này thì chú lời được nhiêu tiền? Về thầy cho tiền. Dạ. Bán giùm cho chùa xong về thầy cho tiền đúng không? Là 240 đúng không chú? Rồi thôi con gửi chú là 250. Ê chú quê gốc ở đâu? Quê chú mình ở Gò Công. Chú ở Gò Công. Chú Gò Công Đông hay Gò Công Tây? Gò Công Đông. Gò Công Đông. À. Dạ, năm nay chú bao nhiêu tuổi chú? 61. Sinh năm 61. Đúng rồi, 61. À, năm nay chú 61 tuổi. Sinh năm 58. Sinh năm 58. À. À, chú cho con hỏi họ tên chú là gì? Kiều Tấn Được. Kiều Tấn Được. Kiều Tấn Được ở Gò Công Đông. Năm nay 61 tuổi.
chú có dùng điện thoại không? Chú cho con xin số điện thoại của chú. Chú đọc được không? Chú nhớ số không? Để chú cất tiền đi đã, chú cất tiền này. À. Ờ. Chú xài bóp và chú cho cả cái xích, dây xích vào thì làm sao rớt được đúng không? Rồi đúng rồi. Dạ. Đây nè, không bút đọc tìm chú đi. Đây, số phone của chú là chú năm mà. Chú thứ năm, năm lượng. À, chú năm lượng bán nhang. Và điện thoại của chú là 079 294 7749. À, đọc lại là 079 294 7749. Là chú năm lượng bán nhang. À, ở Tiền Giang có công đông. À, năm nay 61 tuổi. Thế chú cho con hỏi thêm là chân chú này bị sốt tê liệt. À, từ lúc khoảng 6 đến 7 tuổi, sau đó là bị hư chân. À, thì chú có vợ con gì không? Không có vợ con. À, độc thân. Hiện nay chú ở đâu? Giờ chú Minh là giờ đang ở Gò Công á. Nhưng mà trên bây giờ chú Minh ở trên nhà chùa. Chú ở chùa nào? Chùa bên chùa Pháp Quang á. Chùa Pháp Quang. Ở bên quận 8 á. Ở quận 8. Chỗ nuôi 135 bà già. Cầu Nhịn Thiên Đường á. Qua cầu Nhị Thiên Đường ha. Qua cầu Nhị Thiên Đường mà tới rồi. Qua cầu Nhị không phải bến Bình Đông. Bến Bình Đông. À, qua cầu Nhị Thiên Đường, chú ở chùa Pháp Quang. Giờ chú bán về thì là chú nộp tiền cho thầy, sau đó thầy lại cho lại chú tiền. À, rồi ok. Bởi vì chú mình bán với số nữa. À, chú còn bán. Không có vốn thì lấy số bán, không có vốn thì không có bán. Bây giờ chú muốn bán vé số không? Chú muốn bán vé số đúng không? Thì bây giờ sẽ chú muốn lấy bao nhiêu vé số? Bao nhiêu tờ? Bao nhiêu tờ? Lấy chừng trăm mấy, 200. 100 tờ đúng không? 100 tờ là chú lấy là 800 ngàn à? Hay là 900 ngàn? 900 ngàn đúng không? Tức là chú lấy của người ta là 900 ngàn. À, nếu mà bán thì lời là được 1 triệu là lời hơn bán nhang đúng không? Rồi. Khỏe nữa. Thế cách nhang đi đó mà. Ok, thì vậy chú đã có mối để lấy vé số chưa? Chưa có mối. Giờ chú cần không con có chỗ nhưng mà lấy, phải có tiền mới lấy được. À, bây giờ có tiền mới lấy được đúng không? Vậy bây giờ con biếu chú là 100 tờ vé số nhé. À, biếu chú 100 tờ vé số để chú có cái vốn chú kinh doanh. Chú chờ con xíu, con có điện thoại. Alo. Bây giờ như này anh ơi, chừng khoảng 5 phút nữa gọi lại giúp em nhé. Em đang có điện thoại nhé. À, thì bây giờ biếu chú 100 tờ vé số đúng không? Là 1 triệu đúng không? Tức là chú mua thì chỉ 900 ngàn thôi. Sau đó rồi chú sẽ có thêm chú nói lớn lên. Thì coi là cái nguyện vọng của chú là cần 100 tờ vé số đúng không? Nếu mà mình lấy từ đại lý là sẽ khoảng 900 ngàn. À, rồi. Thì bây giờ con sẽ biếu chú là 1 triệu. 1 triệu để cái này để chú làm vốn mua vé số đúng không? Mình cảm ơn. Rồi, bây giờ biếu chú thêm 1 triệu nữa để chú thích gì chú xài nhá. À, vâng thì dạ thì đây là cũng những cô chú anh chị muốn thấy các cô chú khổ quá thì muốn con như là cái cầu nối đó để giúp đỡ chú. Thế và hy vọng là lần sau con sẽ nhìn thấy chú bán vé số đúng không? Chú đi cầm vé số thì đi nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó đỡ phải mang các cái bó nhang. Đây là ví dụ như chú mang mỗi một ngày này thì chú mang được bao nhiêu cái bó nhang này? 30 hộp mà cứ lết đi. Tức là đây các bạn thấy này, ví dụ một cái bó nhang này thì chú mang 30 hộp này thì đâu nhìn thấy chú đâu. Đúng không? Nhìn thấy nhang đâu, nhìn thấy hộp đâu. À. Chú Minh cảm ơn nhà tài trợ. Dạ dạ. Thì chúc chú là sức khỏe và chú mau là chừng nào chú định bắt đầu bán vé số? Ngày mai bắt đầu. À, thì chú bán là chú sẽ bán ở đâu? Chú
bán chợ này, mai bán chợ kia. À, tức là hôm nay thì bán chợ này, mai bán chợ kia. Mai chú Minh lại đây. À, mai chú Minh lại đây. Mai mai mấy giờ chú lại đây? Mình đi sớm. À, bán tới trưa. Bán tới trưa. À, thì chắc mai tầm này thì con cũng mới ghé thôi. Thì đấy, hy vọng là chú sẽ có vé số rồi chú bán được. Thế thì chú đi tới đây thì đi bằng phương tiện gì? Dạ, có chờ cho mình cái xe có tải 3 bánh. À, xe đó để đâu rồi? Gửi ở ngoài trước. À, chú gửi đằng trước. À, có chờ chú có xe, sau đó chú lại đi về, đi qua bên quận 8. Là đi qua cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Nhị Thiên Đường. À, cho con hỏi là cái xe đó là làm sao mà chú leo được lên tận dốc? Bò từ từ lên. À, chú bò từ từ lên. Dẫn rồi từ từ bước lên. Ồ, vì cái xe đấy ở đó con thấy con đi xe đạp mà mình là người có sức khỏe, mình leo dốc cầu cũng khó. Mà chú này cho chú mình xe có máy. À, xe có máy. À, có máy. Ờ, thế cái xe đấy giờ chú để đâu? Mình gửi hoàng trước á. À, và bây giờ chú đi về chưa? Lát chú mình mới về. À, giờ chú còn đi đâu nữa? Giờ dòng ra này về. Dòng ra về. Thế chú và thế con ra con coi cái xe của chú được không? Thế chú ăn chú có muốn ăn món gì không? Thôi bây giờ có bánh hay gì chị cho bán cho em một. Nó kia nè, xong đi bỏ tiền vô cái bóp đặt. Chị cất tiền đi. Thì chị cất chị xem bán cho em chú thích ăn bánh gì hay là xôi? Thì bánh nhá. À, chú ăn bánh bò nhá. Rồi chị bán giùm em 20 ngàn đi. Vâng. Giờ sẽ biếu chú bánh bò nhá. Rồi được rồi. Vâng. Đây là sạp của chị Thảo đúng không nhỉ? Đó, quý bà con nào có ủng hộ chị Thảo thì hãy ghé đây ạ. Cái gì mà đưa mông đi ba. Chỗ là đáng đưa cái mông lên. Ờ. Rồi đây. Chú cất điện thoại đi. Đây, cất tiền vô cái bóp á, để cái túi lắc hồi trước đó. Chú cất phone, cất đó đi. Chú cất cẩn thận vô. Dạ. Vâng, chú kéo ấy lại. Rồi cái này lát xíu em quay lại em gửi tiền chị Thảo nhá. Dạ dạ. Chú cất cẩn thận vô. Vâng. Rồi chú đi đi, chú ra xe đi. Dạ dạ, chào chú Minh nhá. Rồi. Dạ dạ, chú đi ạ. Dạ. Dạ. Rồi thôi con biếu thầy luôn. Đây mua giúp chú Minh. Dạ dạ. À, đây bây giờ biếu thầy để thầy về thầy cúng thắp như trang chùa giùm con. Dạ, rồi. Dạ, rồi chúc thầy sức khỏe nhá. Dạ, thầy ở chùa nào thầy? Dạ, chùa Phổ Minh ở dưới Gò Đen. Chùa Phổ Minh ở Gò Đen. Dạ dạ. Dạ. Rồi cảm ơn thầy nhá. Dạ, chào thầy ạ. Rồi ta sẽ qua đi cơ. Ở đây hơi bị chật đó. Ở đây hơi bị chật đó. Vậy là chú đi bằng một chân với một tay đúng không? À, chú cứ đi đi ạ. Ở đây nè, đó, quay là vừa tập luôn á. Vừa lên sân khấu đi.
nhất chỗ nhất đảo luôn á. Thôi rồi chú nghỉ đi, chú đi thì có mệt không? Mệt thôi chú nghỉ coi đi, chú uống nước không? Chú uống nước gì không? Uống nước nha. À, rồi chờ bao xíu chú uống nước gì? Trà đá đường á. Thôi uống nước ngọt được không? Ok. À có gà. À bị tiêm không uống được trà đá đường á, nước dừa được không chú? Trà đá thì được đúng không? Rồi chú chờ xíu nhé. Chị ơi cho ly trà đá mà có đường. Anh quay nhỏ đó. Trà đá có đường bỏ đường vô dùm em cho chú mang đi. Dạ. Rồi cho em gửi. Dạ. Rồi em cảm ơn. Chị bán đây được lâu năm chưa chị? 30 năm rồi. 30 năm là cũng lắm rồi phải không? Dạ. À. Mà vẫn còn bán tốt đi. À. Lên TV lên, đem lại cho tôi tiền luôn. Rồi, em cảm ơn chị nha. Rồi. Đây, chú thích uống trà đá đường đúng không? Đây, mời chú uống trà đá đường nha. Và chú uống nước đi. Thôi giờ chú Minh về nhá. Con cũng có công chuyện rồi. Con xin phép con về, con phải đi làm. Dạ dạ rồi. Giờ về phải đi làm, phải đi kiếm cơm. Vâng. Rồi. Rồi chào chú nhá. Chúc chú sức khỏe nhá. Dạ dạ. Dạ dạ.